Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đang diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin mới nhất. Đến với bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục giáng xuống Trung Quốc khi hôm qua thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc tiếp tục xuất hiện vòi rồng khổng lồ cao 49m, di chuyển với một tốc độ rất nhanh. Tâm chấn của vòi rồng có cường độ lốc xoáy chóng mặt và khi nó đi qua vị trí nào thì những vị trí đó đều biến thành tro bụi. Được biết hôm qua, sau khi vòi rồng khổng lồ xuất hiện ở thành phố Vũ Hán trong khoảng thời gian khoảng 1 tiếng 16 phút và 48 giây, nó đã cuốn bay một con đập cỡ nhỏ ở một nhánh sông Dương Tử và cuốn trôi 1.700 ngôi nhà cùng rất nhiều công trình, kể cả bệnh viện ở Vũ Hán, nơi đã từng chữa trị cho hơn 60.000 người mắc chủng COVID-19 ở khu vực này, khiến cho Vũ Hán bây giờ không khác gì một sa mạc hoang dại. Được biết, đã có hàng triệu người dân ở phía Trung Quốc chạy toán loạn để tránh nạn. Họ đã chạy sang cả biên giới của Lào, Campuchia, trong đó có cả Việt Nam. Theo thông tin từ một người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thiệt hại do vòi rồng trên đi qua là vô cùng to lớn, không thể thống kê được chính xác. Nhưng nó còn tồi tệ hơn khi một con đập cỡ nhỏ thuộc nhánh sông Tương Tử bị vỡ, làm cho dòng nước tại con đập này tràn sang các tỉnh lân cận như Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, làm cho lưu lượng nước ở những nơi trên đã cao lại còn cao hơn gấp bội. Người dân ở thành phố Vũ Hán cho biết, thảm kịch trên đã làm cho toàn bộ tỉnh Hồ Nam và Tứ Xuyên tiếp tục chìm trong mực nước lên tới 7 mét. Có nơi lên tới 15 mét. Nhà cao tầng cũng chỉ còn một cái nóc là không bị nhấn chìm mà thôi. Khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc và trên thế giới mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn tiếp tục bị nhấn chìm tới 3 mét. Điều này khiến cho giới chức của Trung Quốc mất ăn mất ngủ. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể làm gì được trước sự nổi giận của đất trời và của mẹ thiên nhiên. Họ bây giờ chỉ biết ngồi cầu nguyện sám hối cho những tội lỗi của mình gây ra cho nhân loại, để bây giờ hậu quả ập đến, không thể nào trở tay kịp. Nhiều ý kiến cho rằng có một ông Tập chứ đến 10 ông Tập bây giờ cũng không thể làm gì được trước mẹ thiên nhiên nổi giận. Và hình như ông trời đang ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới, bởi vì chính quyền của Trung Quốc đã phát tán ra con virus Vũ Hán đem lây lan đau thương cho toàn thế giới này, nên bây giờ phải chịu đựng những hình phạt của trời và của đất. Và nếu như đó là sự thật thì có nghĩa là trên thế giới này mọi cái đều được công minh và công bằng. Trung Quốc gây ra đau thương cho thế giới một thì mẹ thiên nhiên, đất trời sẽ lấy đi của Trung Quốc 10 lần. Đây chính là một bài học sâu sắc cho chính quyền của ông Tập Cận Bình, một kẻ tham lam và vô độ hống hách khi không tôn trọng pháp luật quốc tế và các nước trên thế giới, nên bây giờ họ đang bị trừng phạt. Thưa quý vị, theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua, vào lúc 19:30 trong một chương trình nói về lũ lụt, lũ quét, động đất, sóng thần, mưa to, gió lớn ở các tỉnh miền Nam của Trung Quốc đã nhắc tới sự xuất hiện của một cột khói đen cao khoảng 50 mét, cuồn cuộn cuốn bay tất cả những gì đang có ở thành phố Vũ Hán, làm cho chính quyền của Trung Quốc đến giờ vẫn không tin được vào mắt mình rằng một thành phố với tốc độ phát triển kinh tế thần tốc là con thuyền đầu tàu của chính phủ Bắc Kinh. Nhưng chỉ sau 2 năm tính từ ca nhiễm chủng COVID-19 đầu tiên ở thành phố này, cho đến nay thành phố đã biến thành thành phố không một bóng người và bây giờ chỉ còn lại biến thành một sa mạc. Hiện giới chức của Trung Quốc chưa khỏi bàng hoàng và sửng sốt. Thế nhưng hình như chính quyền của ông Tập Cận Bình và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vẻ như họ vẫn không sợ nghiệp quật. Khi hôm qua truyền thông của nước này vẫn đưa tin quân đội của Bắc Kinh vẫn đang ùn chi viện rất nhiều máy bay, tên lửa và đạn dược cho hai chiến tuyến để tăng cường lực lượng quân sự, thị uy Dương Oai đe dọa khu vực biên giới Ấn Độ và ngoài khơi của Biển Đông trong mùa nước lũ. Nhà quan sát cho biết, mặc dù gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc đang sống trong cảnh lầm than, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không có nhà ở, không có lương thực và thuốc men, nhưng chính quyền của ông Tập vẫn bất chấp điều đó, không lo cho người dân. Họ vẫn tiến hành điều hải quân của Bắc Kinh mang theo tàu chiến, máy bay, tên lửa, tiến sát ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông để tập trận, múa võ Dương Oai. Ngoài mục đích là để thách thức với thế giới, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn rằng Trung Quốc dù đang chịu mưa to, gió lớn, bão tố mịt mù, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn ổn định, quân đội của Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng gì. Họ vẫn sẵn sàng chiến đấu, vẫn đem quân đi gây gổ, gây hấn đánh nhau với quân đội của Ấn Độ, hòng chiếm dãy núi đẹp nhất của thế giới mang tên Himalaya. Ngoài ra, chính quyền của ông ta còn muốn chiếm thêm một số quần đảo, lãnh hải ở khu vực Biển Đông vào tay cho Bắc Kinh. Điều đó cho thấy rằng người đứng đầu chính phủ của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, vẫn chưa thấy sợ trừng phạt của thiên nhiên, hoặc chính quyền của ông ta đã sợ xanh mắt mèo nhưng vẫn tỏ ra ngoan cố để chống lại thế giới. Nhiều nhà phân tích cho biết, chắc bây giờ chỉ còn cách cuối cùng để cho Trung Quốc rụt vòi vào, đó là vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Bởi vì chỉ có con đập này bị vỡ thì chính phủ của Trung Quốc mới bị cuốn trôi hết ra ngoài Biển Đông. Trên bản đồ của thế giới sẽ không xuất hiện tên của Trung Quốc nữa, và khi đó chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị sụp đổ. Chứ hiện tại chính quyền của ông ta vẫn còn hống hách, hùng hổ lắm.
Thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, sóng thần ở Trung Quốc liên tiếp xảy ra trong hơn một tháng vừa qua đã làm cho nền kinh tế của Trung Quốc bị kiệt quệ. Tờ báo của Trung Quốc cho biết hôm qua, nước lũ đã còn xuyên qua tầng 3 của các nhà dân ở thành phố phía nam của Trung Quốc, làm cho họ chạy toán loạn về những đỉnh núi cao để trú ẩn. Người nghèo thì chạy về các miền quê khác để trốn, còn người giàu thì bay sang nước ngoài. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang bùng phát mạnh ở một số nước, cho nên cửa khẩu, sân bay tại một số nước trên thế giới vẫn đang ngừng hoạt động và chưa mở cửa trở lại, làm cho gần 1 tỷ người dân ở Trung Quốc lao đao không biết đi đâu về đâu. Tại quận Kỳ Giang, thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc, nước lũ đã tràn vào căn nhà 5 tầng, nhiều nhà dân bị cuốn trôi và nước lũ đã biến ban công thành thác đổ. Nguyên nhân được xác định là do ngập lụt ở thượng lưu và hạ lưu tràn về, làm cho lũ lụt không ngừng chảy xiết. Khu vực miền Nam của Trung Quốc đang trải qua tình trạng lũ lụt được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong gần 1.000 năm trở lại đây. Tờ Tân Hoa Xã cho biết, Ủy ban Thủy lợi của Trung Quốc đã ra một thông báo khẩn khi mà hồng thủy số 1 trên sông Trường Giang, con đập Tam Hiệp đang có nguy cơ bị xóa sổ. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp hôm qua đã ghi nhận ở mức báo cáo cao, lên tới 53.000 mét khối trên giây. Trong khi đó, mực nước ở trạm Liên Hoa Đường trên sông Trường Giang xấp xỉ là 31,7 mét. Theo Tân Hoa Xã cho biết, Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp cấp độ đỏ, tức là cấp độ cao nhất nhằm kiểm soát lũ lụt và tình trạng mưa phần lớn kéo dài hơn một tháng vừa qua. Vào ngày hôm kia, đập Tam Hiệp đã phải phát đi một thông báo khẩn cấp khi cửa xả số 3 được mở ra. Nghĩa là bây giờ ba cửa xả của con đập này đang hoạt động hết công suất ngày và đêm để tránh lũ lụt. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, mặc dù ba cửa xả của đập Tam Hiệp hoạt động 24/24 giờ, nhưng tình trạng lũ lụt, lũ quét và sạt lở vẫn xảy ra ở hầu như toàn bộ 28 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng hôm qua đưa tin, mực nước ở hơn 300 con sông tại Trung Quốc vượt mức báo động đỏ, tức là mức báo động cao nhất. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết, từ đầu năm đến nay, mưa lớn đã làm cho mực nước ở hơn 300 con sông thuộc gần 20 tỉnh ở nước này vượt mức báo động số 4. Theo thông tin từ Ban Quản lý và Tình trạng Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết, hiện nay cả hai miền Nam và Bắc của nước này đã chính thức bước vào mùa mưa lũ chính. Công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai của Trung Quốc đang trong giai đoạn then chốt. Do vậy, Trung Quốc quyết định kích hoạt cơ chế ứng phó phòng chống lũ lụt cấp 4 và cử hai đoàn công tác đến địa phương như Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy để hỗ trợ chống lũ. Trong khi đó, Ban Thống kê của Bộ Thủy lợi Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay đã có tới 314 con sông thuộc 19 tỉnh nước này mực nước vượt mức báo động đỏ, nhiều hơn hàng năm lên tới 400%. Một trong những con số kinh hoàng nhất trong lịch sử của Trung Quốc về mưa lũ, trong đó các con sông vượt mức báo động chủ yếu tập trung vào tháng 6, chiếm khoảng 193%. 293 con sông khác đang có cảnh báo cao khi đê sắp vỡ. Một số con sông tại tỉnh miền Nam như Trùng Khánh, Tứ Xuyên đã xảy ra lũ lớn nhất trong lịch sử gần 1.000 năm qua. Nước lũ chảy qua các con sông lớn như Trường Giang, Hoàng Hà cũng nhiều hơn, từ 90 đến 150%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất hay liên quan tới tình hình đại họa lũ lụt, hạn hán của Trung Quốc. Đó là tờ báo quốc tế cho biết, thời tiết khắc nghiệt, bão tuyết bất ngờ xuất hiện giữa mùa hè ở Trung Quốc, một hiện tượng lạ và hiếm gặp, 1.000 năm mới xuất hiện ở Trung Quốc đại lục, và đây chính là một điểm rất xấu cho phía Trung Quốc. Tờ báo của quốc tế cho biết, khu vực Tân Cương Trung Quốc đã bất ngờ xuất hiện một trận bão tuyết với cường độ khá mạnh vừa đi qua khu vực này đang trải qua mùa hè nóng bức. Tân Hoa Xã đã đăng tải một video ghi lại cảnh bão tuyết ở thành phố Tân Cương phủ dày tuyết trắng giữa mùa hè. Được biết, đợt bão tuyết này gây bất ngờ cho các quan chức của Trung Quốc, trong khi nhiều khu vực khác ở Bắc Kinh và miền đông của phía Trung Quốc đang nóng nóng và ẩm ướt rất nặng nề. Lớp bão tuyết dày khoảng 30 đến 60cm, đặc biệt có những nơi dày lên tới 100cm. Thảo Nguyên nằm ở khu vực có độ cao 2.400m so với mực nước biển. Dù Thảo Nguyên này đã từng xuất hiện một lượng tuyết rơi giữa mùa hè vào những năm trước. Tuy nhiên, theo truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, hiện tượng mưa tuyết và cường độ lớn như năm nay được xem là quá bất thường. Tuyết đã ngừng rơi, tuy nhiên nước này vẫn chưa có báo cáo về tình trạng thương vong liên quan tới trận bão tuyết kể trên. Tin buồn cho Trung Quốc là Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cho biết tình hình mưa lớn, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần trong một vài tuần tới vẫn tiếp tục liên tiếp xảy ra tại 28 tỉnh thành phố phía nam của Trung Quốc. Để đề phòng, người dân nên cảnh giác hết sức cao độ. Nhưng hình như người dân đã quá chống chọi và kiệt sức rồi, nên bây giờ nếu như lũ quét xảy ra thì chỉ có nhấn chìm Trung Quốc mà thôi. Chiến hạm Mỹ, Nhật, Australia tập trận tại Biển Đông. Chiến hạm từ ba nước Mỹ, Nhật Bản, Australia tập trận trên Biển Đông nhằm phát đi thông điệp thúc đẩy tự do hàng hải và ủng hộ một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Lopes Airline Brooker USS Motion DDG-92 của Mỹ đã cùng với chiến hạm thuộc lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản CMSDF của Hải quân Hoàng gia Australia ASAN đã đến tới Biển Đông để tham gia cuộc tập huấn luyện đa quốc gia và kết thúc. Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm giải quyết ưu tiên và mối quan tâm chung về an ninh hàng hải, tăng cường khả năng tương tác và giao tiếp, đồng thời phát triển các mối quan hệ các bên cùng có lợi, cũng như thúc đẩy tự do hàng hải nhằm hỗ trợ một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở. Các hoạt động được tiến hành nhằm duy trì an ninh hàng hải và sự sẵn sàng cũng như ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào trong khu vực. Chiến hạm Motion tự hào là một trong những phần của sự kiện này.
Hải quân Mỹ cam kết tăng cường khả năng tương tác với các đối tác cùng chí hướng trong khu vực để đảm bảo an ninh bền vững và ổn định của các vùng biển trong khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập ba bên này tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hải quân của chúng tôi và nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh và quan hệ đối tác. Ông Eric Sobert, sĩ quan chỉ huy của tàu USS Motion cho biết, ngoài tàu Motion, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục Murasame của Nhật Bản, tàu khu trục Altoona của Australia và một chiếc máy bay B-8 của Hải quân Mỹ. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.